Có một câu mà chư tổ nói rằng chúng ta niệm Phật, chỉ có những người niệm Phật mới cảm giác được sự an lạc khi niệm Phật. Giống như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Nên mỗi người niệm Phật của chúng ta hãy tự cảm nhận khi mình niệm Phật, lễ Phật hàng ngày, mình có được sự an lạc đó hay không. Và chư tổ còn nói rằng là niệm Phật sanh cái pháp vị, không có vị nào so sánh bằng cái vị niệm Phật. Nếu như nhiều người chúng ta mà niệm Phật mà vô vị là do chúng ta chưa cảm nhận được. Hay chứ? Hãy cố gắng. Nhưng Đức thấy rằng là chỉ có một câu Phật hiệu thôi giúp cho mình được bình an, và một câu Phật hiệu có thể giải quyết tất cả vấn đề. Có những khi dù có tiền bạc vật chất, danh tiếng lẫy lừng, đụng chuyện vẫn không giải quyết được, nhưng câu Phật hiệu giải quyết được 100%. Anh đối với những đức cái pháp môn niệm Phật này, lòng tin những đức kiên định dữ lắm, vì những đức đã được sự trải nghiệm và khảo đảo thử thách trong mọi cảnh duyên, và chỉ có câu Phật hiệu mới giải quyết được. Vậy phải nhớ rằng là tất cả những sự rắc rối của chúng ta trong cuộc đời chỉ có đúng trong tâm chúng ta, trở ngại chỉ chính chúng ta, không có cái bên ngoài. Hãy nhớ kỹ nghe quý vị, sự trở ngại là chính mình, không phải cái bên ngoài. Chúng ta thường là đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho cái bên ngoài, chứ thật sự thì sự trở ngại là chính mình. Nên chư tổ mới nói rằng là pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Tại vì niệm Phật nó sanh một cái pháp vị mà không có tình ái nào so sánh được với cái pháp vị này. Nên dù trong cuộc đời chúng ta có tình thương, nhưng không thể nào so sánh bằng cái pháp vị niệm Phật. Pháp vị niệm Phật nó thắng quá, nó cao hơn quá. Nên từ nơi đó mà chúng ta mới cảm thọ được cái pháp vị đó, nên ái diệt hết khổ đau. Có tình thương nhưng không dính mắc. Nhớ nghe quý vị, con người nếu sống mà không có tình thương thì vô vị. Có tình thương nhưng không dính mắc, cái này là cái hay nè. Sống rất là chân thành nhưng không cầu cạnh. Sống chân thành không cầu cạnh, sống nhiệt tình không có lợi dụng. Tại vì sao? Vì mình có cái pháp vị niệm Phật quý vị. Nên nhà Đức nói cái đạo tràng trên không trung này nè là một cái đạo tràng đặc biệt, một cái đạo tràng tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Và khi quý vị tu tập niệm Phật mà quý vị có được năng lượng đầy nha, quý vị nhớ, thì giống hệt như là điện mạnh vậy đó, vì chỉ cần bấm cái thôi đèn sáng liền. Thì giống như cái lúc mà cái đường mạng này nó rất mạnh quý vị, thì quý vị cầm ngay cái chuột, quý vị bấm 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 chỗ nào là nó phát liền chỗ này. Còn cái lúc mà nó yếu rồi bấm cứ nó bấm lâu lắm nó mới phát lên được. Thì con người mà cái năng lượng mà mạnh quý vị, con người quý vị chỉ cần nhìn thấy ai lại bị cười liền, có nghĩa là quý vị rất là nhạy cười, quý vị có năng lượng phải không? Tại vì cái nụ cười là năng lượng mà. Chứ vị biết rằng là nếu bây giờ mà thiếu năng lượng thì con người mình sao cười nổi. Thí dụ như bây giờ như Đức nói vậy, mình có phước nè, những giờ này mà mình đang ngồi đây chúng ta chia sẻ Phật pháp, vừa lễ Phật xong chia sẻ Phật pháp phải không, là có phước đó. Cái phước mình là mình đang được tích tụ năng lượng nè. Giờ này những Đức nghe dưới đường dưới người ta đang giao đồ, ta bán sùm đồ hũ chai giao sùm chứ. Rồi cái ông chạy xe ngang nó sơm đây sơm đây,
ông gao chứ không ai đi, cái ông gao là ôm xe đây ôm xe đây. Anh Tư nó nói thì biết rằng kiểu như dòng do tao quắc cái kiểu đó giết mà nó bị biết rằng là cứ vì cái cuộc sống sinh nhai mà họ đi suốt luôn, giết người hết năng lượng thật sự luôn á, hết năng lượng xong trở về nhà gặp ai cũng sân si đó. Ý những Đức nói đây là để cho những con người niệm Phật ngồi đây, những con người lễ Phật ngồi đây nghe chia sẻ gì mới thấy mình có phước. Vì thì mình phải tu tập sao để mình tích được cái nguồn năng lượng cho thật cao, để đừng phụ lòng những người, bao nhiêu con người người ta đang mua gánh bán bưng, người ta đang bồi dưỡng cho mình được ngồi đây. Cuộc sống chúng ta đều là được sự hỗ trợ hết quý vị, nó không có cái gì mà cá nhân mình sống được, hiểu chưa? Dù cho mình có tạo ra được cái mắt kính nhưng mà mình không thể nào tạo ra được đôi dép, nghĩa là mình tạo ra đôi dép mình không thể nào tạo ra bộ đồ. Nó quá nhiều thứ để hỗ trợ cho mình trong cuộc sống này, nên mình giờ này mà được ngồi đây gì là bao nhiêu con người phải mua gánh bán bưng đủ thứ chuyện lo lắng, mình mới được bình yên ngồi đây hội tụ cái phước duyên cho mình được ngồi đây mình tu tập. Nó không đơn giản đâu quý vị à, để mình tích được cái nguồn năng lượng. Nên quý vị biết rằng trong nhà Phật có câu nói buông bỏ, buông bỏ tiền bạc vật chất cũng chưa chắc là buông bỏ thật sự, mà buông bỏ cái gì mới quan trọng nhất Phật dạy, buông bỏ phiền não, đây là quan trọng nhất nè, buông bỏ phiền não. Mục tiêu mình niệm Phật là ngay chỗ nào buông bỏ phiền não, buông bỏ cái được mất cái quý vị à, buông bỏ cái thành bại á, nó buông bỏ ngay chỗ này nè. Nên người học Phật tự tại là ngay chỗ này mà buông được. Có những khi chúng ta không biết buông chỗ này mà buông tiền bạc có nhiều, có khi mình buông ra bản thân mình lại lấy lại cái tâm. Tôi buông ra nhiều lắm nghe, tôi làm nhiều việc thiện lắm nghe. Quý vị cũng có thấy những người trong cuộc đời này, quý vị thấy họ giàu, họ làm việc thiện vô cùng nhưng mà họ cũng đi mắng người cũng vô cùng luôn, thấy có không? Tại vì họ không buông phiền não. Phải họ nó buông được phiền não, họ buông được ganh tị, họ buông được hơn thua thì tức khắc họ sẽ có sự tự tại khi buông xuống vật chất. Có những người chúng ta buông vật chất nhưng thật sự chúng ta buông nó để chúng ta lấy lại cái danh tiếng trong cuộc đời này, để cho người ta biết được mình là người làm nhiều việc thiện việc tốt. Đó, đó vẫn là cái bất bình của chính mình, cái sự tình chấp của chính mình. Nên trong nhà Phật dạy mình buông bỏ là buông cái gì? Buông tình chấp, buông hơn thua, buông đấu đá, buông danh lợi, buông được những thứ này là buông tình chấp đó quý vị. Buông được cái này thì mình rất tự tại và an lạc. Đó. Nên trong cái cuộc đời này mình sống, quý vị nhớ kỹ, không có một cái gì mà nó tròn vẹn được. Bất cứ cái thuận nào trong cuộc đời này cũng phải có cái nghịch kế bên. Bất cứ cái nghịch nào trong cuộc đời này cũng kế bên là có cái thuận. Nên nói rằng là họa phúc tự mình đã gieo thì tự mình phải hưởng, trong cái họa cái phúc là do tại mình, không có bao giờ mà đổ tội cho người bên ngoài kẻ khác ấy. Nên mình tu học mình phải hiểu nguyên lý này, cái niệm Phật lễ Phật không phải là để cho Phật nghe đâu quý vị à. Thật sự mà nói, cái niệm Phật lễ Phật là để cho chúng ta nghe nè, cho cái sự mê hoặc điên đảo của chúng ta nghe. Mình niệm Phật lễ Phật mỗi ngày để cho cái mê hoặc điên đảo của mình nghe nè. Thì biết rằng những đức ở trong ngôi Tam Bảo thời gian mười mấy năm là những đức rong ruổi theo cái cuộc sống, dù nó là thiện nhưng nó cũng là hàng ngày cái tâm nháo nhào như con khỉ nhảy đâu này nhảy đâu kia, nó chưa bao giờ cho được cái tâm mê hoặc điên đảo. Những đức nghe được xông ốp được câu Phật hiệu để mà tỉnh ngộ, nhìn thì tưởng là mình làm nhiều việc thiện đó, nhưng mà trong nhiều việc thiện đó, nó phá vỡ từ cái tâm sân si phiền não muốn sạch hết rồi. Nó thật sự luôn á, bây giờ niệm Phật lễ Phật mới thấy rằng 15, 16 năm đó của mình là được gầy dựng để ngày hôm nay, chứ không phải là đi đến giải thoát được. Nếu như muốn đi đến giải thoát là mỗi ngày phải huân tập cái góc độ nhìn thấu của mình như thế nào, nhìn thấu mới buông xuống được quý vị ơi, nhìn không thấu sao buông xuống đây đó. Bây giờ vợ chồng cũng phải nhìn thấu với nhau đó. Đó, nên con người vừa tình thương mà phải vừa có trách nhiệm với tình thương này,
và phải chấp nhận xa cái tình thương này nữa kìa. Chứ không phải là trong tình thương rồi buộc ràng nhau rồi không muốn chia lìa đâu, không phải đâu. Trong tình thương nhưng phải hiểu được nguyên lý, nó sẽ chia lìa, chứ không thể nào tồn tại nhau hoài được. Nên trong cái tình thương đó, thương thật sự có trí tuệ, thì nên thương nhau để giúp nhau đi về cực lạc. Đây mới là chỗ mà mình không chia lìa, mà mình không mê hoặc điên đảo, thật sự luôn. Nên cái tình thương này nó quý vô cùng, mà nó an lạc vô cùng, và nó hạnh phúc vô cùng, mà mình cũng không chụp bắt cái hạnh phúc đó và muốn giữ gìn nó. Tại vì nếu mình chụp bắt và giữ gìn thì nó sẽ mất đi, và nó rất khổ đau khi mình bị mất đi. Mình hãy biết trân quý cái hạnh phúc mình đang có đó đó. Mình đang được hạnh phúc, đang được sống với người mình thương yêu bằng cả tấm lòng, dù giàu hay nghèo. Đó mới là cái lời Phật dạy mình có được cái hạnh phúc hiện tại trong cuộc đời mình đó. Hiện tại là giờ này nè, chứ không phải là mình đi tìm hạnh phúc chừng nào có chứ nha. Quý vị biết rằng là con người chúng ta có được một cái này, chúng ta tìm cái này, chúng ta lấy cái này, chúng ta lấy cái này. Chúng ta đi tìm lấy rất nhiều thứ, nhưng đến khi chúng ta chút hơi thở cuối cùng, cái mà chúng ta đang cầu mong đó là gì? Tấm chân tình, lúc đó chân thật. Còn thường ngày thì mình đi tìm cái bên ngoài, quý vị ơi. Mình đi tìm rất nhiều thứ cái bên ngoài không à. Mà mình quên cái tấm chân tình chân thật đến nhau á. Nhưng khi cái tấm chân tình này nó không còn nữa hoặc nó mất đi, thì tức khắc chúng ta muốn kéo nó lại, muốn ghít nó lại đó. Thí dụ như giờ này gia đình của cô Trần Lâm Liên Phúc được không? Thí dụ cái gia đình giờ này là gia đình đang hạnh phúc nè. Cái gia đình giờ này đang hạnh phúc, vợ chồng con trong một gia đình, dù một chút rang một miếng đậu hũ với cơm một chút xíu thôi, nhưng mà cái hạnh phúc đó là hưởng cái bình an á. Hưởng cái bình an chứ không phải là hưởng bị lo âu, không phải không? Nghĩa là được cái bình an á. Cái bình an mới là hạnh phúc đó. Ví dụ như bây giờ gia đình của Ngọc Sáng rồi vợ chồng mà ngồi giờ này nghe nói chuyện gì, phải là hạnh phúc không? Nó là hạnh phúc đó. Chứ đâu phải hạnh phúc tìm đâu xa đâu. Bây giờ bao nhiêu con người, người ta đang tìm cái hạnh phúc ở sao? Người ta có thể không được gặp nhau, thấy lâu lâu mới được gặp nhau, làm gặp nhau một cái là công việc, gặp nhau cái là công việc. Có những người người ta rất là giàu sang nhưng người ta gặp nhau toàn là công việc, toàn là người ta nói về công việc, chứ người ta không có cảm thọ được cái hạnh phúc của một gia đình. Quý vị biết rằng có bao nhiêu người phụ nữ dù họ sống trong một gia đình giàu sang, căn nhà biệt thự lớn đó, nhưng họ đang cần đó là cần cái hạnh phúc của một gia đình. Có khi họ ở trong một căn nhà giàu sang mà họ không hạnh phúc á. Họ có thể vàng bạc kim cương hột sòn mà họ không có hạnh phúc. Họ đang tìm, đang cần đó là cần cái hạnh phúc. Người chồng chưa hiểu điều này, người chồng đem tiền ra nè, tiền nè, tiền nè, bà là hạnh phúc, bà phước báo quá, ở nhà không tiền bạc quá trời luôn. Người vợ này không biết thốt lên lời nói như thế nào để mà giải thích ra hạnh phúc của cô đang cần. Cái hạnh phúc của cô đang cần không phải là quá tiền nhiều này. Không phải cái hạnh phúc cô đang cần là mỗi ngày ông phải đi lang thang, đi tối ngày, đi sáng đêm, đi đầu này đi chỗ nọ. Mà cái hạnh phúc của một gia đình là cô đang cần là sự hạnh phúc của một mái ấm gia đình, vợ chồng, con cái được ở trong nhà. Đơn giản bình dị thôi quý vị à. Nhưng có người ta thì nghĩ rằng là phải tạo ra một cái vật chất gì lớn lao mới có được hạnh phúc. Nó còn có những người thì mong cho con có một sự nghiệp và tương lai. Khi con còn nhỏ ở bên mình thì đem con đưa đi bên một nước đất quốc độ khác, nước khác, để cho con học hành được giỏi để tương lai sau này. Nhưng khi con lớn lên thì con lại lao theo cái dòng xoáy cuộc đời. Cuối cùng có người đi theo cái dòng xoáy đó và chết đi. Cuối cùng hạnh phúc tìm đâu ra quý vị? Cứ tìm cái tương lai mà không có cái hạnh phúc. Mà đã không có hạnh phúc thì làm gì có được tương lai. Tương lai là gì? Tương lai là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là hiện tại nè. Nó rất đơn giản thôi, chứ nó không có gì xa vời chứ quý vị. Không biết cái người học lớp 3 này nói những điều này quý vị có cảm thọ được hay không? Đó. Thật sự. Nói gì xa vời, mình không làm được mà. Nói cái mà trong tầm tay mình làm được đi. Hãy đem cái bánh mà đem lợi cho người ta có thể dối tay bóc cái ăn được. Tại sao không đưa cái bánh gì
mà lại đưa cái bánh mà treo nóc nhà hoặc trên chợ trên mây trên cho người khác ngó nhìn. Con người chúng ta thường bị ngưỡng mộ mà mang bụng đói đi về. Nhưng Đức không bao giờ cho quý vị ngưỡng mộ mà bụng đói đi về đâu quý vị. Mỗi lần chúng ta nói chuyện là mỗi lần chúng ta hưởng được một cái điều gì đó mà chúng ta có thể cảm thọ được liền, chứ không phải để cho quý vị ngưỡng mộ. Phật Pháp không phải là để ngưỡng mộ không đâu quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chưa bao giờ làm những chuyện gì cao siêu cả. Lời nói, hành động, việc làm của Ngài là trong cái cuộc sống hiện tại quý vị đang sống, Ngài làm những điều mà quý vị có thể làm được. Ngài không bao giờ làm những điều mà quý vị không làm được. Và cái dạy của Ngài là phù hợp vào mỗi con người, chứ Ngài không dạy cái điều mà quý vị dối không tới để ngưỡng mộ Ngài và chạy theo hình thức. Không bà, không bao giờ như vậy quý vị, 100% luôn đó. Nên từ nơi đó mà mình học Phật á, giảm tối đa cái chuyện mê hoặc điên đảo, chạy theo những sự cao siêu quyền bí. Đừng nên làm như vậy. Cái giáo pháp của Phật không phải cao siêu quyền bí quý vị à. Nên Đức Phật có thần thông mà Ngài có dùng thần thông đâu. Nó ba thằng tham sân si luyện công lực mấy chục năm, bay qua sông dù 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 gặp Đức Phật thì nói rằng ông Cù Đàm nghe nói ông tu hành đắc đạo, mình dùng thần thông mình bay qua sông, bay dù 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 thử coi, thử coi ông Cù Đàm có bay qua sông được không. Xong ba thằng bay tới bay lui, xong Đức Phật đến con sông thì ba anh tham sân si giống như kiêu ngạo trước mặt Đức Phật, nghĩ mình giỏi phải không. Xong lời hỏi Đức Phật, chúng tôi mấy chục năm nay luyện công phu bay qua sông dù 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 vậy, ông tu hành đắc đạo ông bay qua sông được không. Thì Đức Phật nói rằng mấy ông luyện công phu này bao nhiêu năm. Nói 30 năm. 30 năm rèn luyện công phu mới bay qua sông dù dù vậy. Đức Phật nói rằng ta khỏi cần bỏ cái thời gian 30 năm chi, ta chỉ cần bỏ ra ba cắt thôi, là nhờ cái người lái đò đưa tao qua sông, sông liền, không cần phải 30 năm chỉ cho nó lâu. Dù cái quyền bí bay dù dù của mấy ông đi chăng nữa thì mấy ông cũng nằm trong lục đạo luân hồi, chết cũng theo dòng sanh tử, chứ không phải giải thoát đâu. Cái đạo giải thoát của ta nó không phải cao siêu như vậy, mà cái đạo giải thoát của ta là nó giải thoát hiện đời, nó giải thoát hiện tại. Có người đang phiền não, biết nguyên lý vì sao bằng phiền não. Có người đang bị nặng nề cái gì, bạn biết tại sao bạn vì bạn nặng nề. Bạn không đổ thừa cho người khác, tại là tại bạn đang tình chấp, tại bạn đang ôm chấp. Bạn buồn người ta thì bạn khổ, bạn đừng buồn người ta thì bạn vui. Bạn trách người ta thì bạn khổ, bạn đừng có trách người ta nữa thì bạn vui. Đó. Có nghĩa là cái gì trong tay bạn trong cuộc đời này nó cũng sẽ ra khỏi tay bạn. Nên lúc nó ở trong tay bạn thì bạn nên trân quý đi. Còn khi nó không còn ở trong tay bạn thì bạn nên buông ra. Cái giáo pháp của Phật dạy rất đơn giản. Chồng mình đang gần mình, đang ngồi gần với mình, mình thương chồng mình, hôn ổng cái. Một ngày nào ổng đi không còn được thì thôi buông ra. Có nghĩa là đúng không? Và Liên Phúc, nó ổng đang ngồi bên cạnh mình thì mình thương ổng. Nhưng nếu một ngày nào ổng không thương mình thì mình buông ra. Chứ sao bây giờ? Thì cái này là rất rõ ràng rồi. Cái việc đang kế một bên thì không biết trân quý, khi xa với nhau rồi thì lại mơ mộng những điều ước gì. Mình là thường bị mơ ước mà làm mình khổ đau giống gì chứ. Nó mơ ước những cái mà không phải bên mình không à. Nên hiện tại những đức đang ngồi đây dù một mình, nhưng những đức rất mừng vì bản thân mình được đem cái giáo pháp của Phật để chia sẻ và được tu học với quý vị. Đó là những điều những đức hạnh phúc rồi. Những đứa không đòi hỏi cao xa gì. Ngày xưa những đứa ở trong chùa thì những đứa cực lực, những đứa nhiệt tình, những đứa hết mình đối với tất cả con người, đối với các cụ, đối với đại chúng, đối với anh em. Những đứa mạnh dạn nói một câu, những đứa sống chưa bao giờ những đứa phản bội bất cứ một con người nào hết. Con người sống thì ai cũng có cái sai, nhưng những đứa chưa bao giờ mang một tâm phản bội, chưa bao giờ mang một tâm bỏ ai, hiểu không? Đó là sống thẳng đáy lòng mình. Đến khi những đứa bước ra ngoài thì một mình những đứa cũng phải sống như vậy thôi à. Sống với mỗi một con người thì Đức phải sống thẳng đáy lòng thôi, không có bao giờ thẹn với lương tâm của chính mình. Còn sai thì sửa thôi, thật sự sai thì sửa, dám đối diện với sự thật của nó, không bao giờ trốn tránh sự thật của nó. Là sự thật vẫn là sự thật thôi quý vị, và sự thật tương lai tôi sẽ về cực lạc vẫn là phải sự thật thôi. Nên khi tôi gặp Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói con ghen lắm Đức, mày rất là ghen.
Nói, dạ chứ có gì đâu mà không gan, phải gì đà, có cái mạng này thôi làm gì không gan. Hiểu không? Dù dù cái gì đi chăng nữa, cuộc đời này một ngày nào con cũng xuôi tay nhắm mắt, thì có cái mạng này thôi thì làm cho tới cùng thôi, có gì đâu mà không gan phải gì đà. Ngài nói rằng được con làm gì đúng. Thật sự cuộc đời mình sống những ngày tháng rất là ý nghĩa quý vị. Nếu quý vị đã từng gặp những đức, quý vị đã từng đến những đức, quý vị thấy rõ ràng không? À, có cái gì thì ăn, ăn xả lát, sáng hết tiền thì thôi. Đúng không? Quý vị nhớ những cái thờ mình đã từng gặp nhau không? Đặc biệt chưa? Lúc nào cũng cười vui vẻ chứ, lúc nào cũng thật là vui vẻ, tuyệt vời vô cùng. Sáng cầm xe đạp chạy vòng 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 vòng. Nhiều người ta nói gì đâu, thầy gì không có quay nghi gì hết chứ. Kệ tôi không có quay nghi mà tôi có nụ cười được không? Có nụ cười còn ngon hơn, còn hơn là cứng khô, cứng còng, khô héo. Sống những ngày tháng khô héo tôi không ham mà. Người niệm Phật là phải tươi, tươi như hoa sen. Chứ người niệm Phật mà càng ngày khô héo, ai mà niệm Phật theo quý vị? Hiểu không? Bây giờ những đức nói quý vị niệm Phật nhưng mà khô héo ốm nhơm nhất, nhìn coi cọc luôn. Quý vị gặp người ta vì nói niệm Phật rất là an lạc, nói nhìn ông tôi ghê, nhìn tôi ghê mà an lạc chạy cái là chạy, nhìn cái mặt gì mà an lạc thì ghê. Thấy không? Từ nó mà niệm Phật mình vui vẻ như hoa sen vậy thì sao? Thì người ta mới thấy mình an lạc. Mình khỏi nói người ta cũng thấy mình an lạc. Nó thật sự luôn á. Nó nên quý vị nhớ cái phương pháp tu hành này là tích năng lượng, nó không phải làm cho quý vị mệt quá. Quý vị công nhận không? Lễ Phật chưa sức mồ hôi là quý vị đã xong một thờ rồi. Cái quan trọng là cái giải thích cái lúc này nè, để giúp cho chúng ta khai ngộ này, chứ không phải gì đơn giản đâu. Chúng ta niệm Phật là niệm cho ông Phật có tâm mình nghe, chứ không phải là nhiều ít gì. Mà cái quan trọng là giải thích làm sao để cho quý vị cảm thọ được câu Phật hiệu này, mà đừng quên câu Phật hiệu nó mới hay. Đem câu Phật hiệu để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình á. Đến khi Phật hay là đến trước thì mình đi theo Ngài thôi à. Giờ giờ các khắc mình cứ là sống vui vẻ an lạc có cực lạc. Nhớ nghe, sống vui vẻ an lạc có cực lạc. Mà muốn có cực lạc thì phải biết được cái tình ái thế gian, tình thương thế gian có đó, mắc đó. Phải tin chỗ này, phải tin chỗ này. Không có cái gì vĩnh cửu cả. Giàu đó, nghèo đó, nghèo đó, giàu đó, đẹp đó, xấu đó, xấu đó, xấu luôn. Tại xấu đó là già rồi, bây giờ thì sao đẹp lại nữa. Thế gian này bị coi vui đó thì khổ, mà khổ thì càng khổ, chứ không có cái chuyện khổ mà vui được. Giống như đánh một cây là khổ, đánh thêm cây là khổ, đánh 10 cây nó càng khổ, chứ không có chuyện đánh 10 cây mà nó vui. Thấy không? Nên cái cuộc đời này mình phải tin cái điều đó. Chỉ có thế giới cực lạc vui là càng vui thôi. Còn ở đây có vui cỡ nào thì cũng phải nghĩ đến cái chuyện biết được gì sự chia lìa của nó. Hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên có nhiều cái tâm nhìn thấu buông xuống liền. Nó nên quý vị biết hàng ngày mà tu học gì, mà ngồi nói chuyện gì, vì thấy hạnh phúc chưa? Nó hạnh phúc vô cùng. Nó thí dụ như bây giờ những đứa không có chiếc áo vàng nữa, dù là chiếc áo lam những đứa vẫn đem giáo pháp của Phật giới thiệu. Còn hơn những đứa đắp lên chiếc áo vàng mà những đứa không có cơ hội để đem giáo pháp của Phật gửi đến quý vị. Cuộc đời những đứa vẫn luống qua thôi. Nên Đức Phật A Di Đà người nói con áo là áo lam hay áo vàng gì cũng được, miễn con chịu niệm Phật chịu tu là được rồi những đức. Lúc đó những đức nói dạ con hiểu rồi đó. Nên phải không? Nên mình phải thể hiện đúng hoàn cảnh, đúng nhân duyên và cố gắng vậy thôi. Nhiệt tình hết mình, sống cho an lạc vui vẻ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Cười lên cái coi nào. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.